Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay lại với chương trình BTH Công Nghệ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với quý vị các bạn tiếp một bộ sản phẩm, đó là chiếc camera Vitacam VR960. Với bộ sản phẩm đó là camera hình bóng đèn với chuẩn hình ảnh là 1.3 megapixel cho độ phân giải lên đến 960p. Đây là chiếc camera Vitacam của hãng VR960 của hãng Vitacam. Được thiết kế với tông màu là xanh trắng, trông rất là đẹp. Đây là cạnh bên là cái ứng dụng để các bạn có thể cả tải về và cài đặt. Đây là model của sản phẩm VR960. Chúng ta cùng mở hộp sản phẩm. Bên trong của chiếc Vitacam VR960 này thì gồm có một thẻ bảo hành, một tờ hướng dẫn sử dụng, chiếc camera hình bóng đèn Vitacam VR960 này. Phụ kiện đi kèm gồm có một chuôi đèn để lắp đặt cho chiếc camera bóng đèn này. Ốc vít hỗ trợ lắp đặt này. Hết rồi. Sau đây thì mình sẽ nói qua về chiếc Vitacam VR960. Chiếc Vitacam VR960 được sản xuất và phân phối bởi hãng Vitacam Việt Nam. Bộ chiếc camera hình bóng đèn này thì có quan sát góc là góc 360 độ với 7 khung hình, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, có thể nghe và đàm thoại trực tiếp trên chiếc camera này, các bạn lưu ý nhé. Xem được từ xa thông qua wifi. Trên chiếc camera bóng đèn này thì gồm cấu tạo, thứ nhất đó là chui đèn để vặn vào chỗ đuôi đèn, thứ hai là bồn gồm có 3 cái đèn sáng này để hỗ trợ ban đêm bật flash sáng. Lát nữa mình test thì mình sẽ bật cái flash sáng này cho các bạn lưu ý. Đây là khe cắm thẻ nhớ trên chiếc camera bóng đèn này. Đây là nút reset này. Đây là phần loa này. Loa để vừa thu âm là vừa đàm thoại đấy. Logo của Vitacam này. Và quan trọng nhất là đầu mắt này. Đây, mình sẽ bóc cái ni lông này ra. Đây là cái mắt cam. Khi các bạn lắp đặt xong thì các bạn sẽ bóc mắt cam nó ra, xem quan sát để cho nó nét. Chiếc Vitacam VR960 hình bóng đèn, thiết kế trông rất là đẹp mắt, lắp đặt thì rất là đơn giản, gọn nhẹ. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách cài đặt cũng như là tải cấu hình về để cài đặt chiếc camera hình bóng đèn VR960. Để tiến hành cài đặt chiếc camera VR960 này thì đầu tiên các bạn sẽ tiến hành như sau. Chúng ta phải sử dụng một chiếc điện thoại smartphone. Các bạn sẽ tải cho mình cái phần mềm là VR960 về. Thì như lúc nãy mình đã nói chưa, cái cạnh hộp của chiếc Vitacam VR960 này. Đây. Thì các bạn, nếu các bạn sử dụng phần mềm điện thoại iPhone thì các bạn sẽ tải cái app iOS, và sử dụng phần mềm Android thì các bạn sẽ chụp cái app này về. App của nó là Vitacam. Đây, các bạn lưu ý nhé, app của nó là Vitacam này. Đây, sau đây mình sẽ tiến hành tải cái phần mềm này vào. Các bạn vào trong mục máy ảnh này. Các bạn vào trong mục máy ảnh này, các bạn sẽ quét cái logo của iOS thì nó hiện lên đây. Đấy, Vitacam này. Hiện tại thì mình đã tải rồi, thì mình sẽ tiến hành là mở nó ra. Đây, khi mà tiến hành mở cái giao diện của Vitacam ra thì các bạn sẽ có tiến hành như là phần đăng nhập và phần đăng nhập thử cũng như phần đăng ký. Thì các bạn đầu tiên các bạn sử dụng thì các bạn sẽ tiến hành bấm vào mục đăng ký. Khi tiến hành bấm vào mục đăng ký này thì các bạn sẽ dập cho 3 dòng. Các bạn lưu ý này, tên đăng nhập này, mật khẩu và nhập lại mật khẩu. Thì theo mình thì các bạn nhập sẽ ra 3 dòng này giống nhau. Các bạn sẽ điền là cả chữ cả số, tầm khoảng 8 đến 10 ký tự. Nếu yêu cầu là từ 8 đến 10 ký tự cả chữ cả số thì các bạn lưu ý nhập 3 dòng giống nhau là ok. Đây, hiện tại thì mình đã nhập cái tài khoản của mình đây. Thì mình nhập hai tên và chữ giống nhau, thì sau khi mình sẽ đăng nhập. Tiếp theo, sau trên điện thoại thì các bạn sẽ tiến hành đó là cấp điện cho chiếc Vitacam VR960 này. Đây. Sau đây thì mình sẽ cấp điện cho chiếc Vitacam VR960. Đây, trên đây thì mình đã cấp nguồn điện cho mình đã lấy một chiếc đèn học, mình vặn tạm chiếc camera bóng đèn này vào. Sau đây thì mình sẽ tiến hành test như sau. Thì đầu tiên các bạn sẽ cấp điện. Đây, hiện tại thì mình đã cấp điện cho chiếc Vitacam VR960 này rồi. Thì đầu tiên đèn báo này, đèn báo trạng thái điện này. Đây. Đèn báo đỏ này, các bạn lưu ý, đèn báo đỏ tức nghĩa là
điện đã vào trong chiếc Vitacam VR960. Các bạn mở chiếc điện thoại, các bạn đợi chiếc Vitacam khởi động xong. Đây, vào trong phần mềm Vitacam này, các bạn sẽ bấm lên cái mục trên cùng, thêm camera này. Các bạn quan sát cho mình. Đây, các bạn bấm vào thêm camera đề nghị này. Đây, nó sẽ báo động luôn là thiết bị có đèn bỏ nhấp nháy và có giọng nói này. Thì lúc nãy nó vừa nói ra, bây giờ đang nhấp nháy. Các bạn bấm vào tiếp theo này. Hãy nhập mật khẩu mạng rồi nhấn OK. Đấy. Khi bạn nhấp lên đây thì nó yêu cầu là nhập mật khẩu mạng, tức nghĩa là cái mạng wifi nhà bạn ấy, và nhập mật khẩu. Đây, hiện tại thì mình đã chọn cái wifi này rồi. Mình nhập mật khẩu này. Mật khẩu đây là mật khẩu mạng wifi nhà mình nhé. Đấy. Các bạn xem điền đúng chưa thì các bạn thử nhấn vào cái mắt này. Các bạn bấm vào xác nhận. Đang kết nối mạng. Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát. Đấy. Thiết bị đã đang kết nối mạng rồi thì các bạn sẽ đợi trong giây lát. Thường thường quá trình này mất trong vòng từ khoảng từ 2 phút, nhưng mà bình thường thì nó quét nhanh tầm khoảng 30 đến tầm khoảng 50 giây là xong rồi. Các bạn sẽ đợi thôi. Đây, sau khi mà thiết bị camera đã kết nối được với thành công với chiếc camera bóng đèn VR960 rồi thì nó sẽ yêu cầu các bạn đặt mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu. Thì mật khẩu này các bạn tự đặt nhé, các bạn lưu ý nhé. Mật khẩu này các bạn tự đặt. Ví dụ như mình cũng tự đặt tên đăng nhập luôn. Đồng lên 190 chẳng hạn. Đây, các bạn lưu ý là các bạn muốn xem mình đặt như thế nào thì các bạn bấm vào con mắt này. Đây, hiển thị. Sau đó mình cũng nhập lại cái mật khẩu. Đây, sau đó các bạn nhấn vào xác nhận. Nó yêu cầu các bạn là tên camera. Đây, mình sẽ là cam nhà đây chẳng hạn. Camera nhà đi. Đây, mình sẽ lưu lại. Đây, hiện tại thì chiếc camera VR960 này mình đang lắp ở trên tạm chiếc đèn ngủ để test đèn học. Thì sau đây mình sẽ test ở trên chiếc điện thoại này. Đây, nó ra khung hình này. Đây là chiếc camera nhà này, trạng thái đang online này. Đây, mình bấm vào đây để xem nó chạy này. Đây, trông rất là nét. Xoay các bạn này. Trông qua điện thoại thôi chứ trông trên màn hình thực tế của nó thì rất là nét đấy, nét căng. Đây, mình sẽ giới thiệu cho qua từng chút. Đây là trạng thái báo wifi này, đây là dung lượng đang chạy này, thứ ba là ngày giờ này, đây là đèn báo về các khung hình này, thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây, các khung hình các bạn lưu ý này. Đây, khung hình này thì các bạn chấm này, các bạn chấm xuống này. Đây, khung hình chấm xuống thì nó sẽ có này này. Khung hình là 360 độ này, 6 khung hình cùng một lúc này, 4 khung hình này. Đấy, các bạn lưu ý này, 4 khung hình cùng một lúc này. Đấy, khung hình cầu vòm này, khung hình trụ này, 4 hình vuông này. Đấy. Đấy, một camera 360 độ, rất là nhiều khung hình cho các bạn lựa chọn. Đấy. Các bạn yêu thích cái vòng tròn tùy theo vị trí lắp mà. Vị trí lắp và cái khung hình lựa chọn thì các bạn sẽ chọn cái khung vị trí mà các bạn sẽ chọn cái khung hình phù hợp nhất để mình xem quan sát. Thứ ba đó là về tăng giảm volume âm lượng. Đây. Rồi mình đang để gần chiếc camera nó sẽ bị ảnh hưởng. Đây, còn đây là về chất lượng này. HD là trông nó mờ hơn. Và khi xem thì các bạn nhấn vào HD để xem cho nó nét. Mình lựa thành công. Đây là tỷ lệ này. Đây là ví dụ như là phần các bạn ghi âm ghi hình này lại. Ghi hình bằng tay ấy. Cuối cùng là đây, chế độ full. Các bạn lưu ý này. Đây, full ra toàn màn hình này. Đây. Đây, quay lại. Đây là chế độ đàm thoại hai chiều này. Khi các bạn nhấn vào mic này thì sẽ đàm thoại hai chiều. Đây. Các bạn lưu ý nhé. Tắt mic. Đây là chế độ bật đèn. Như lúc nãy mình đã nói về nói qua về cái đèn. Đây, ba cái đèn này. Ba cái đèn flash ấy. Thì bây giờ mình sẽ đạp bật. Bình thường thì ban đêm thì khi mà các bạn để ý là để chế độ tự động thì khi mà tắt hết trong điện tắt hết ánh sáng này thì nó sẽ tự động nó bật. Đây, thì bây giờ mình sẽ bật cho các bạn xem. Đây, nó sáng như một chiếc đèn 3W. Đây, sáng xung quanh ấy. Đây, các bạn lưu ý nhé. Ba cái đèn nó sáng. Sáng không phải sáng quắc đâu, mà tại vì nó sáng là sáng sáng mờ thôi.
ba cái đèn này sáng, các bạn lưu ý này, còn tắt này. Còn bình thường là các bạn để chế độ tự động, còn bây giờ cái nút này và nút bằng tay này, các bạn để ý này. Đây, các bạn bấm vào đây này. Đây, nó sẽ ra chế độ đèn này. Trên đây là tiến hành cài đặt này. Về thiết lập cơ bản thì các bạn sẽ thiết lập các công số cơ bản như tên này, chế độ chuyển động này, sau đó các bạn lưu lại này. Quản lý mật khẩu này, mật khẩu các bạn lúc nãy thì vừa điền rồi, các bạn muốn thay đổi thì các bạn thay đổi tiếp này. Quan trọng vào đây thì các bạn mình cần hai chỗ mình quan tâm, đó là thứ nhất là trạng thái bộ nhớ. Thì hiện tại mình chưa lắp thẻ nhớ. Khi các bạn lắp thẻ nhớ vào thì chiếc camera này hỗ trợ lên tới VR960 hỗ trợ lên tới 128GB. Các bạn sẽ lắp thẻ nhớ vào. Sau khi lắp thẻ nhớ vào rồi thì nó sẽ hiện dung lượng ở đây. Và các bạn sẽ cũng sẽ bấm dung lượng, đó là vòng lặp. Tức nghĩa là lưu đầy, nó sẽ lưu tiếp. Sau đấy thì các bạn định hiện tại thì nó không có thẻ nhớ này. Đây. Lắp thẻ nhớ vào các bạn định dạng, sau đấy các bạn bấm vào đây. Các bạn lưu là được. Tự động nó sẽ lưu và các bạn nó sẽ xuất video cho các bạn sau này các bạn xem. Cài đặt nâng cao đây, chế độ ghi này. Chế độ ghi sau đấy thì các bạn bật lên thôi. Âm thanh video thì hình ảnh khác. Cài đặt mạng thì hiện tại nó đã bắt wifi rồi, các bạn không cần cài đặt khác nữa. Còn tùy thuộc sau này các bạn muốn đổi sang wifi khác thì các bạn chọn vào đây. Cuối cùng đó là phần tổng quan. Tổng quan thì cái phần mềm Vitacam VR960 này nó có các số seri này. Số seri thì nó nằm ở trên hộp, các bạn lưu ý nhé. Đây là phiên bản này, ngày cập nhật này, cài sử dụng này. Các bạn quan tâm này, đây. Khôi phục cài đặt gốc, tức nghĩa là khi các bạn muốn cài đặt lại thì các bạn nhấn vào khôi phục cài đặt gốc là được. Các bạn muốn chia sẻ cho máy khác thì cũng đơn giản thôi. Các bạn quay ra mục chia sẻ, các bạn quay ra mục ngoài kia, các bạn chia sẻ sang tài khoản Vitacam khác là ok. Đây, trên đây là chiếc Vitacam VR960 này. Đấy. Khi các bạn muốn xem lại thì các bạn chọn vào bộ nhớ di động đây, các bạn lưu ý nhé, bộ nhớ di động nó sẽ xuất hiện ra phần camera. Khi các bạn muốn xóa cam thì các bạn sẽ nhấn vào đây, các bạn giữ thì nó xóa hay hủy. Thì các bạn muốn xóa thì các bạn sẽ xóa vào đây. Đấy. Và khi các bạn muốn thêm một camera khác thì các bạn cũng ấn tiếp tục, bấm một nút cộng này. Đây. Các bạn lưu ý nhé, thêm một camera khác thì một là thêm camera chia sẻ, hai là thêm camera đề nghị. Ví dụ như chiếc camera khác người khác đã cài rồi thì các bạn bấm vào thêm chia sẻ. Đấy. Trên đây thì mình đã hướng dẫn quý vị các bạn qua về chiếc camera Vitacam VR960 cũng như là hướng dẫn các bạn cách cài đặt cũng như là thiết lập các cái bước cụ thể để tiến hành sử dụng chiếc camera VR960 trên chiếc điện thoại. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.